Thì giờ là sau khi mà mình căng phần cơ đồ ổn định hết thì giờ mình sẽ đi qua dyno xe Raider 88ZZ này đó. Thì các bạn mà muốn canh dyno á nên là phần máy mình cho thiệt chuẩn chứ nha, rồi đầu người ta mới dyno cho mình ha. Rồi bây giờ là để tới phần của anh Lập Bù Tan. Đây là tiếng máy của xe Raider 88 em ấy thì thầm. À, cái xe này nó êm từ trong nó êm ra ngoài đó, và cái bô này mình nhốt vô là bô êm cổ tăng nhét bô dinh móc bài lò tôm. Rồi, chào 500 em YouTube, thì hôm nay là mình sẽ đến với chuyên mục là Raider làm 88 bô êm. Thì xe này là 232957, anh trai này là ở dưới 84 gửi cho anh cho em. Thì khi mà em nhận được xe xong á thì bắt đầu em sẽ quay clip tình trạng xe, quay từ đầu đến đuôi đi. Xe anh này đang đi bô CBR LED leo. Thì trước khi vô em làm á thì em sẽ làm lại cái bô êm của em trước, em làm cái bô xong xuôi hết thì bắt đầu em sẽ tiến hành là em chỉ máy ra và em sẽ quay cho mọi người coi luôn ở trong nó là đang đi cái gì như thế nào. Xe zin thì xe này đang có sẵn là cấu hình bô xăng lửa rồi đó, thì em sẽ làm lại là cấu hình 88 và em sẽ xài được những gì, em tận dụng lại được những gì thì em sẽ trình bày rõ ràng luôn cho mọi người biết. Thì cái câu hỏi đặt ra là có nhiều anh nói là xe em đi bô xăng lửa rồi làm 88 bao nhiêu tiền, thì mình xin thưa có thể là bô xăng lửa làm 88 thì có thể chỉ giữ lại được cục ở su thôi đó. Còn có nhiều xe ví dụ như đi hỏng xăng móc thì phải bỏ xăng móc, hoặc là đi 32 phải móc lên 34, hoặc là đi 34 móc lên 36, nó tùy vô cấu hình các bạn lựa chọn. Rồi chào 500 em YouTube, em tiến hành em gỡ xe này ra. Rồi giờ mình sẽ rớt nguyên cục máy xuống. Sau khi mình rớt nguyên cục máy xuống luôn thì mình sẽ mở ra cho các bạn coi sơ về phần máy của nó. Coi sơ phần máy xong thì bắt đầu mình sẽ tiến hành mình làm cấu hình 68 luôn. Tại vì cái xe này là mình sẽ bỏ hết mình làm 68 nên là mình cũng không có bàn tới vấn đề máy gì hết. Và xe này là máy zin đó, máy zin cho nên cũng gì để bàn. Thì có một số ý kiến góp ý cho những cái xe máy zin cho các bạn hiểu thêm giờ cái máy zin mà anh em nào không làm xe độ thì anh em hiểu luôn. Rồi thì đây là cái zin zin trên xe của chủ xe, thì cái zin này á chưa có bị lột đầu tay, đầu tay nó còn tốt, nhưng mà mình sẽ đi thay cái tay CNC để khi mà mình lên 88 á nó bền hơn và nó an toàn hơn. Còn đây là vỏ đầu của chủ xe thường bỏ đi làm xuống bắp móc bút xẻ lớn, thay xuống bắp CNC mình chơi đều vô cho đầu này. Rồi vậy chào mọi người. Rồi chào 500 em YouTube, thì bây giờ đầu tiên trước khi mà ráp máy Raider 88 zin zin này nè thì có đôi lời góp ý là cái gì, bây giờ mình nói với anh em luôn, riêng Raider em chưa có làm cam xăng nồi cho Raider này bất cứ lần nào hết. Và những cái xe Raider mà anh em thấy á, một là em làm bô xăng lửa, hai là em làm 68, còn riêng Raider thì tài nghệ em á chưa có làm tới nổi cam xăng nồi đó. Em không dám nói à, em nói tài nghệ em mà làm không nổi cam xăng nồi. Một là bô xăng lửa, hai là Raider 88. Thì bây giờ đầu tiên vô đồ Raider 88 này là cần gì, đầu tiên vô là cái zin zin như nãy anh em thấy đó, em đã thay bằng cái tay zin CNC hiệu ta a rồi. Sau khi em thay đây quay camera chịu khóa đứng lên ngồi xuống chút em, la lết la liếm rồi vô đây, tay zin này là tay zin zin hành trình zin nè, không có đôn zin chích má gì hết nha, 38 15 98 nè, có ghi kích thước đồ rõ ràng luôn ha. Rồi cái đầu zin này á là nó có rãnh nhớt để mà bơm nhớt vô lâu lột tay zin được hơn. Sau đó mình rửa sạch sẽ hết cầm lóc, rửa là la liếm rồi được luôn. Rồi mình sẽ thay bạc đèn, những bạc đèn này bằng bạc đèn mới. Rồi tiếp đến là cái gì, trong phần zin số á, là mình sẽ kiểm tra số bị mẻ bị dập bị bể gì không. Rồi bắt đầu mình sẽ kiểm tra rồi mình sẽ ráp vô đó, từ ráp bộ số lại cái nữa. Rồi xong, đây xong bộ số. Qua phần nồi, nồi Raider thì căn bản một cái nồi zin là nó 5 lò xo sẵn rồi, không cần lên 6 lò xo, như đây là đã đủ bấm là bay, 4 là đi, đã là qua rồi. Kết hợp với một bộ lò xo nồi CRG vô là tuyệt vời, đi bố hãng nữa thì không có còn gì bền hơn, cứ vô bố hãng là lấy. Đó, ai canh bố hãng á không được, cho tôi canh bố hãng là được hết. Lá sắt á tôi xài lại lá sắt cũ luôn. Tiếp đến á là về phần bên trên cam thì mình sẽ thay một sợi sân cam mới. Rồi tiếp đến là giờ cái lồng thì mình sẽ cho anh em coi cái lồng, là lồng đợt này mình sẽ ráp trái đầu cao cho anh trai. Đây là một cái lồng công nghệ gơ gớm đây,
Đây cái lồng này là mình đã xử lý mặt lại rồi nè, mình chích côn nó trên đây nè để chi chống lòng nước đó, nó ghê gớm vậy đó nha em trai. Đó rồi xong bê tông ở đây á, là bê tông này là bê tông là nó có phủ một lớp keramic màu đen đó, để mà nó bền, nó không khó thổi kiền thổi đồ. Nói chung là công nghệ kêu là phủ sô cô la bên trong á để cho nó ngọt liệm hơn đó, chứ không có gì hết. Rồi bộ bạc của nó, cái lồng này cực kỳ đã, bộ bạc của nó thì bộ bạc rít. Rồi tiếp đến đầu bờ thì mình sẽ làm đầu bờ, móc xăng bô, lỗ nạp, lỗ xả theo bài lò. Số bắp thì thấy số bắp CNC, chảo thì chảo kim hằng. Hai cái nắp này là kêu là hai nắp cánh bướm của Apple. Đó, lật qua lật lại, lật tới lật lui, lật xuôi lật ngược xong á là bắt đầu mình sẽ quấn cặp cam vô. Khi mà gắn một cặp cam độ vô á thì mình sẽ cần một cái bộ là sao đầu độ. Đó, mình sẽ cần một bộ là sao đầu độ. Khi mình gắn bộ là sao đầu độ này vô á thì mình sẽ gắn một cái dĩa cam độ vô. Thì cái bánh cam này á để giúp cho cái việc mà khi mà mình canh xe mình có thể dễ dàng mình lấy được cái góc cam, góc cam trái, góc cam phải, góc gì đó, là mình sẽ cần một cái dĩa cam độ vậy nè. Đó, đẹp tê tái lòng ngừ. Rồi xong tiếp đó á là khi mà thay, khi canh đầu độ mới xài 4 phó số bắp dinh. Cái gì mà càng có đồ dinh nhiều vô là càng ngon à. Rồi vậy là xong phần máy rồi đó, anh em thấy nó dễ không? Dễ đúng không? Thấy vậy á, nhưng mà ráp vô chạy chọc lắm anh em, khó khăn lắm. Bây giờ mình ráp tới đâu, quay tới đó, quay cam, quay đồ, quay tới, quay lui, quay xuôi, ngược, kiểm tra góc cam, canh đồng tiền, cũng đồ cái nữa. Còn canh đồng tiền thay buri, rồi thay môn sườn, rồi sau đó là mình sẽ thay ơ đồ vô nữa, mình sẽ xài ơ độ này vô nữa. Đổ lại cấu hình ở trên xe luôn, không xăng mình sẽ đem đi móc 36, rồi chào 500 em YouTube. Rồi chào 500 anh em YouTube. Thì giờ tới tiết mục là quay tay lộ quay cam. Quay tay vậy. Rồi giờ quay tới quay lui vậy. Quay cam đây đôi 68. Quay tới quay lui vậy anh em. Quay tới xong quay lui. Xong là chạy xong sụ đầu vô quay tiếp nha anh em. Quay vậy là nó xe nó mạnh lắm. Cứ quay tới quay lui vậy là lại xe nó mạnh à. Vô sầu đầu xong vô quay tiếp thôi vậy thôi. Rồi chào 500 em YouTube. Thì sau khi mà mình ráp xong thì giờ mình chạy thử, mình canh xăng độ ok hết, mình sẽ giờ mình rớt đầu ra mình kiểm tra coi thử là nó có đụng bít tông hay gì không. Hiện tại đây là 12 giờ ngày 20 tháng 5. Đó rồi giờ mình sẽ rớt đầu lòng ra mình kiểm tra, mình canh xăng nó, mình canh xăng xong hết, hoàn thiện hết, mình sẽ đem đi dyno nó. Rồi đây thì sau khi mà mình canh giờ đầu mình sẽ giật bê tông ra đó, mình giật đầu lòng ra mình kiểm tra lại cho anh trai nguyên trái đầu cao cho bá luôn. Rồi giờ là sẽ vớt đồ xuống anh em xử lý nó rồi cho nó không có róc không đồ ha. Rồi thì bây giờ sau khi mà mình rớt ra kiểm tra xong thì giờ là mình vớt bằng luôn à, khỏi đầu cao gì á, quay lại mấy trái đầu bằng nghe cho nó phẻ, xe đầu bằng đầu cao gì nó cũng mạnh đó đó. Rồi xe này dư nén róc còn bở tông luôn á đó. Vớt rồi giờ lại vậy là cho nó ngon. Rồi chào 500 em YouTube. Thì giờ là 4 giờ chiều mình tiếp tục mình đổi thành một cặp cam khác nữa. Bởi vậy cho nên là nhiều anh em á, khi mà người ta làm xe người ta hay bắt bẻ lắm nha, người ta nói ủa sao lúc em thấy anh làm cam này vàng hơi này rồi sao giờ em về em gỡ ra em thấy xe em cam kia vàng hơi kia. Thì mình xin phép thưa với anh em luôn, cam nào nó cũng là cam, cũng phải bỏ tiền ra mua. Bít tông nào thì cũng phải bỏ tiền ra mua, lòng nào cũng là lòng. Quan trọng là khi các bạn nổ máy cái xe thì các bạn cái góc cam đó nó phù hợp hay không, cái cam đó nó có êm hay không. Nếu mà cái cam nó không êm thì bắt buộc mình gỡ ra mình đổi cái cam khác. Thì khi mà gỡ ra cam khác á thì quan trọng là nhà sản xuất người ta có chịu đổ lại cho mình hay không, hay là mình phải bỏ tiền túi luôn mình mua lại cái cam khác giống như xe này. Bây giờ em làm nè, em không biết ta có đổi cho em hay không đổi, nhưng mà em chấp nhận em xé thêm cặp cam mới ra em gắn vô cho anh trai này để cho cái xe anh trai này nó êm trước. Chứ không phải là các bạn nghĩ là cứ ráp vô lấy giao xe dở lấy đồng tiền của các bạn, không có. Canh chỉnh rất là nhiều lần và phải lựa cam cho nó phù hợp, phải canh tỷ số nén cho nó phù hợp, phải vớt cái chảo cho nó phù hợp. Giống như là mình đang đi chảo kim hằng
Bây giờ là nó bự quá, thì bây giờ mình phải đi chảo thạch lam cho nó nhỏ lại một chút. Bây giờ nếu mình đi cam Vĩnh Long mẫu số 1 mà nó kêu quá thì mình đổ qua cam Vĩnh Long mẫu số 2 đó. Rồi ví dụ như cái mẫu này là kịp để mình đi chở than mình đi bán hay không, ví dụ như mình làm 68 mà mình chạy trễ giờ quá không kịp đi bán than là không có than nó nóng nước dừa là dừa nó thua luôn đó. Rồi chào 500 em YouTube ha, vô quay cam tiếp nha. Rồi chào 500 em YouTube, thì giờ là sau khi mà mình canh phần cơ đồ ổn định hết thì giờ mình sẽ đi qua dyno cái xe Raider 68 ZZ này đó. Thì các bạn muốn canh dyno á nên là phần máy mình cho thiệt chuẩn chứ nha, rồi đầu người ta mới dyno cho mình ha. Rồi bây giờ là để tới phần của anh Lộc Bù Tang. Rồi thì giờ anh Lộc Bù Tang anh đang canh cái xe dyno 68 trong đó các bạn đó. Đầu anh dạo trước anh đo gác bơ đầu nó trước coi như thế nào, anh coi đỉnh máy nó nhiêu, anh coi rồi xong xuôi hết rồi cái bắt đầu là anh sẽ tiến hành là canh xăng canh lửa đó, mình kiếm thêm vài con ngựa nữa cho xe này. Thôi chào 500 em YouTube. Ồ, xe này mạnh hơn xe kia nhiều. Thì bây giờ là xe này sau khi mà anh Lộc Mù Tang anh canh xong thì đây là cái biểu đồ tọt que với lại HB của xe vô mát của em trai. Que là đỉnh HB rồi. Thì đỉnh HB là được 24.4 tại tua máy này. Con ngựa tại tua máy nào đâu, tại tua máy là 12.800 đó, tại vì xe mình khóa là 13.500 à, mình không có mở nhiều, tọt của nó được 9.9 hay đâu tọt đây ba. À, ô cha, đục miệng tột cao dữ cha. 10.9 đúng không? Tột que được 10.9 tại 10.700 đó, đỉnh á, hai cái đỉnh đó. Đó, tột của nó là được 10.9 nè, là giống như 11 đó. Tại RPM là 10.798. Xe này ngon mà, xe này. Xe này nhìn đường, biểu đồ. Đường ngang, cái đường từ 9.000 nó lên, bắt đầu 9.000 nó tính được đỉnh rồi, ngang nó ngon. Đây nó xuống xíu rồi đúng rồi, xe bình thường mà xuống 13.000 rồi. Tới 11.500 nó mới bắt đầu nó xuống giờ ngon. Ok. Còn cái này là do chắc bô ém thôi. Ừ. Về bô không ém thì nó cải thiện là đường này ngon. Ok. Xe này ngon lành. Ok. Rồi, thì ra đường. Vút. Chào anh chào em YouTube. Đây là xe 67. Đó. Thì xe 67 này sau khi mà mình canh chỉnh xong mình sẽ chạy thử, mình kiểm tra phần máy móc của nó có không làm hay không, chạy nó ok hay không đó. Tiếng Honda mà lâu lắm rồi nghe được lại xuống quá xuống đảo quá các bạn. Đây là Raider 68, đây là 67 54, đây là Raider 68 luôn. Còn cái 62 ở sau tiêu rồi. Rồi. Đó, tiếng bồ đào quyền rồi. Nói nãy. Trời ơi. Không còn gì bằng. Rồi chào 500 em YouTube. Thì bây giờ là mình đã tiến hành ráp, canh chỉnh và canh xăng toàn bộ 68. Thì bây giờ đây là một cái cấu hình mà em làm không theo trường phái đu bơi, không theo trường phái đi tua gì hết. Em chỉ nhận làm là úp theo đúng tình trạng lực máy, còn cái việc mà sử dụng như thế nào là việc của các bạn. Thì một cái xe mà cấu hình Raider 68 này thì nó cần, ví dụ như xe cũ là đang có cấu hình bô xăng lửa thì cái họng xăng 34 này á móc lên không được thì em sẽ mua một cái họng xăng mới luôn, là họng xăng này là họng xăng 36. Em thay một cái lọc gió kia em xịn 1280 đó, bởi vì cái thiết kế của cái họng xăng này nó không cho phép mình móc, cho nên là mình móc không được để mà đỡ tốn tiền chủ xe. Tiếp đó là em sẽ thay một cục bôn sườn Takeawa đó, cục bôn sườn này là cục bôn sườn Takeawa. Và qua đây thì các bạn thấy là đây là lòng Raider 68. Thì sau khi mà em dyno đồ xong á thì em cũng tuôn xăng lại bằng tay một lần nữa, bởi vì cái việc mà dyno nó sẽ giúp các bạn canh được ra đuôi an toàn khi mà các bạn lăn xuống đường. Còn khi mà dyno đồ xong, lấy được lực máy xong, mình kiểm tra được cái xe mình tình trạng nó tốt, máy móc đồ tốt, xăng cộ nó tròn hết
bắt buộc luôn mình phải chạy xuống đường một lần nữa. Cái này là nếu anh nào mà thực sự có bàn nano thì mình nói, thì nếu mà mấy anh có chém gió em thì xin chém về tay. Bởi vì sao? Khi mà các bạn giả lập ở trên bàn nano nó sẽ không chính xác bằng 100% khi mà các bạn chạy xuống đường. Bởi vì các bạn chạy xuống đường nó có độ hít của bánh xe dưới mặt đường, nó có được là cái lượng gió nó vô chính xác, cái lượng gió mà nó giải nhiệt cho xe nó chính xác, và cái cân nặng của mình, cái số ký của mình nó chính xác hơn, thì các bạn có thể giả lập được là ga đầu, ga đuôi, ga giữa nó sẽ chính xác hơn 100%. Chứ còn camera đứng đây rồi, chứ còn mà cái việc mà ví dụ như nó mình chạy trên bàn dyno á mà mình không canh chỉnh đâu lại á thì nó sẽ hoàn toàn không có chính xác cho máy đó. Thì cái này là do chủ xe là ở dưới tỉnh cho nên bắt buộc em phải canh xăng, canh đồ, canh máy thiệt là kỹ. Đó, khi mà người ta gửi về là người ta chỉ gửi một lần là ăn luôn, chứ không có phải mà canh chỉnh tới lui nữa. Thì em sẽ nổ máy cho các bạn nghe thử. Thì công nghệ thì càng ngày càng đi lên đó, thì mình làm sao mà càng ngày nó càng hiệu quả nhất cho người ta là được đó. Đây là tiếng máy của xe Raider 68 êm ái thì thầm. Và cái xe này nó êm từ trong, nó êm ra ngoài đó. Và cái bô này mình nhốt vô là bô êm, cổ tăng nhét bô dinh móc bài lò tôn, cái cổ bô ôm sát hết dưới gầm rất là thon gọn đẹp, phù hợp cho anh em thích mà dặn ga lên, dặn ga nào có ga đó mà không ồn ào. Rồi, vậy là cảm ơn anh em đã xem kênh của mình. Thì chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe và nhớ giữ gìn cái sức khỏe của mình để mà sống sót qua mùa Covid này. Chào 500 em YouTuber.